Đốt cháy hoàn toàn 10 gram hỗn hợp ít gồm có một này, hai này, ba này, bốn này. Đầu tiên là anhydride malonic. Anhydride malonic là 3C, tôi ghi đây cho bạn rõ. Đó là anhydride hai chất. 2 oxa, 3 malo, 6 AD. Chất thứ hai acetaldehyde CH3CHO. Chất thứ ba etandian. Dian là hai chó. Etan là hai carbon, đủ rồi. Tiếp tục anhydride acrylic. Acryl là 3C một đôi. Anhydride chất chó. Điền đủ vào. Rồi, người ta nói như thế này. Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X thì cần oxy thu được CO2 và nước. Mà các cho tác dụng AgNO3 thì thu được bao nhiêu mol bạc? Thì bạn biết là gì? Thằng này sẽ tạo ra hai, thằng này tạo 4 bạc này, thằng này 2 bạc này, thằng này 4 4 bạc này, thằng này 2 bạc này. Như vậy nếu hai chó tạo thành 2 bạc thì một chó sẽ tạo ra, hai chó tạo ra 4 bạc thì một chó tạo 2 bạc, em hiểu không? Như vậy, ở đây chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là phương pháp bản chất. Nghe kỹ nha. Chúng ta có như sau này. Đầu tiên là bản chất của phần cháy. Khi đốt cháy thì chúng ta sẽ tách thành ba nguyên tố CHO. Được chưa em? C thì về CO2, hydro thì về nước. Các bạn đây là 0,5. Monoxy người ta cho 0,28. Mono CO2 là 0,10, 0,2. Nước là 0,18. Chứ ở đây là 0,2. Đây là 0,36. Rồi. Để cho đây là m gam. Tiếp tục. Đó là gì? Cũng m gam trên đi tới dùng AgNO3 thì thu được bao nhiêu bạc? Đúng không ạ? Thì chúng ta biết là bản chất của đây là nhóm chất CHO trong anhydride sẽ tạo ra bạc. Mà nó có nhóm chất CO, một nhóm chất CO sẽ tạo hai bạc, được chưa nhỉ? Rồi, nhiệm vụ của bạn đó là gì? Nhiệm vụ của bạn là đi tính mol bạc, mà muốn tính mol bạc thì phải có, muốn tính khối lượng thì phải có mol, đúng không? Như vậy thầy đặt là ít mol thì oxy đây là 0,5x. Chúng ta hiểu như thế này. Trong anhydride chúng ta có một oxy. Như vậy đây cũng bằng oxy nguyên tử luôn, bằng 0,5x. Đáp đây 0,5x. Nhiệm vụ còn lại các bạn là đi tìm x. Mà muốn tìm x thì chúng ta nhìn thấy là trong tất cả dự kiện đề bài cho đều liên quan tới oxy. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì đây em dùng bảo toàn oxy để tìm x. 2 nhân 0,28 0,5x. 2 nhân 0,2 cộng 0,18. Rồi em tính cho thầy x bằng bao nhiêu. Khi x bằng bao nhiêu em sẽ tính được khối lượng bạc luôn. 108 nhân x. X bằng bao nhiêu em ơi? Không phải 44 dưới này, không phải 04 hay không phải 44. Em có tính nhầm không vậy? Sao đáp số nó thấy vô lý vậy ta? Wow. 2 nhân cho 0,28 này cộng 0,5x này. 0,04 này, em nhờ một xíu. Rồi. 0.04 nhân 108 này. 4,32. Ok, có đúng ở đây là câu D em nhé.